Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, hôm nay con có một câu hỏi về liên quan đến đồ ăn ạ. Dạ, là nếu mà theo như Phật giáo Đại thừa thì tuyệt đối kiêng cữ ngũ tân. Tuy nhiên là trong kinh Tạng thì lại không thấy nhắc gì đến vấn đề này ạ. Thì kính mong thầy là làm rõ vấn đề này cho chúng con được hiểu ạ. Thì thật sự ra là kiêng cữ ngũ tân. Đây là một cái thuyết, một cái nghiêm cấm mà nó phát triển ở trên đất nước Trung Quốc. Thầy biết như vậy. Nhưng mà Phật tử có biết ngũ tân là gì không? Dạ, ngũ tân thì theo như là con được nghe thì là, và con thấy mọi người hay kiêng cữ ấy, thì là những cái món mà gia vị nó mang tính chất kích thích, ví dụ như là hành, tỏi, ớt, hẹ. Nhưng mà cụ thể thực sự năm món đấy thì con không rõ. Ngũ tân là hành nè, hẹ nè, kiệu nè, tỏi nè và củ nén. Dạ. Năm loại đó, ớt thì nó là riêng ngoài rồi. Dạ. Như vậy thì từ xưa giờ có nghe cái thuyết ngũ tân từ đâu mà ra năm loại hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén này không? Dạ con không, con chỉ thấy là đi xong rồi nhiều vị mà nấu cơm nhà chùa là tuyệt đối không bỏ vào ạ. Nhắc nhau là không được bỏ vào ạ. Chứ không rõ. Thì trước tiên những cái điều thầy biết về ngũ tân là đầu tiên là khi thầy còn bé rồi, khi đi chùa. Thì lúc đó thầy đi chùa bên Tịnh Độ Cư Sĩ và khỏi Việt Nam 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Rồi sau đó đi, đi theo các cái vị Phật tử đi, đi chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, là đi và đi lên trên Ba Thê này, núi Tô này, núi Cấm này. Thì các vị đó có những gọi là linh căn, ông lên bà xuống kìa. Thì khi lúc đó họ nói câu là ngũ tân, là một câu chuyện ngũ tân nó liên quan tới cái lại là ngày Mục Kiền Liên. Thì lúc đó thầy cũng tin tuyệt đối lắm. Nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi. Là câu chuyện nó như thế này. Có một vị hòa thượng đạo cao đức trọng. Thì cái vị hòa thượng đó đó xem như là biết được quá khứ vị lai. Một hôm cái ngày mới dạy cho các đệ tử ngày là trong cái dịp rằm lớn này là sư phụ đi thầy đi vắng, thì các con ở nhà là cố gắng lo cho tròn. Và trong cái buổi lễ này thì có một cái người tín chủ dân đại lễ đó, các con cố gắng đón họ cho nó nghiêm cẩn một tí, trang trọng một tí. Thì sư phụ dặn xong rồi hòa thượng đi. Trí ở nhà các thầy các chú tiểu cũng thay phiên nhau đi mà lo nhận lễ. Thì trước ngày lễ đó, trong đêm đó có một cái người phụ nữ rất là nghèo khó. Và buổi chiều đó ra đồng và cắt lúa nếp. Về rồi trong đêm là lột từng hạt vậy nè. Rồi xong nó xôi lên một cái đĩa xôi. Ngày sáng bưng cái đĩa xôi đến cúng chùa. Thì được sự dạy bảo của hòa thượng là đại lễ mà, cho nên các chú trong chùa là nhận, nhìn thấy ai mâm cao cổ đài nhiều là nhận. Bà này tờ mờ sáng là bà đến rồi. Bà đến thì với cái thân phận của mình thấp kém mà, cho nên bà phải nương những người khác, cho bà nhường những người khác và cả cái đứng đó. Rồi dần dần cái người ta đến lễ rất là đông, nhận. Và từ nắng lên, nắng dần dần lên thì bà cũng nhìn thấy bao nhiêu người đến sau. Mâm cao cổ đài được nhận vào, còn bà đứng ở ven lề đó thì không ai có ngàn tới. Tới trưa nắng lên, bà mệt mỏi vừa đối khác kia, thì bà mới sinh tâm phiền não tức giận. Nó tức nhận từ lâu rồi, nhưng giờ phút này là cứ như giọng nước tràn ly. Dạ. Chịu không nổi nó cho nên là ném cái đĩa xôi này xuống và chà đạp lên và nguyền rủa lũ ác tăng. Chỉ biết là lễ vật vật chất thôi, chứ không có biết là tôn trọng cái tâm của bà. Thì bà là một cái người tính thành theo cái kiểu dân gian vậy, nhưng mà trở thành là kẻ coi như là quán ghét tam bảo. Bà nghĩ phải cách là phải trả thù.
Thì Hòa Thượng về, Hòa Thượng nghe những chuyện như vậy, Hòa Thượng giật mình biết rằng lỗi của mình. Thế rồi sau này bà này phải cố gắng làm thuê làm mướn gì đó, xong với có một số tiền, bà mời các thầy đến đến về tư gia để mà thiết lễ đi cúng dường. Trong khi cúng dường đó bà làm cái lỗi, y ngày xưa ở dân quê thầy nhìn nói là bánh ít. Dạ. Nhưng mà thầy nghĩ là cái người Trung Quốc thì họ đâu có làm bánh ít đâu. Dạ. Cái thuyết này ở bên Tàu mà, cho nên thầy nghĩ là làm bánh bao nhân thịt. Dạ. Thôi Phật tử nghĩ nhé, bánh bao bánh ít gì cũng được nhé. Làm đồ ăn ạ. À? Làm bánh ạ. À? Làm bánh đi. Dạ. Là gọi là bánh nhân thịt. Rồi thì là Hòa Thượng đã biết chuyện được, cho nên là chuẩn bị làm sẵn ở nhà, xong cái để bánh trong tay áo đây. Tay áo ạ? À, tay áo. Tay áo. À. Rồi sau đó khi đi đến nhà thì bà kia để bánh lên trên, thì bắt đầu là Chư Tăng mới lấy đánh, để tay áo bên đây. Vâng. Coi như là áo hai tay. Lấy bánh trong đây đưa để ra ăn. Và khi Chư Tăng đang ăn gì thì bà này bà cái đó thích chí, thỏa chí là bà đã là trả thù được Chư Tăng cho mấy ông thầy chùa hôm nay là ăn bánh thịt rồi, nhưng thịt rồi. Và cuối cùng là bà được thoại nguyện với cái lòng báo thù của bà. Và tôi đứng từ đó, bà khinh rẻ Chư Tăng càng thêm thâm trọng hơn nữa. Rồi thì khi trở về thì Hòa Thượng cũng như là các vị đệ tử đó đem cái lò bánh này để dưới gốc cây, và sau đó nó trở thành một cái loại mèo, nó rã ra đấy. Vâng. Thành mèo nấm bảnh mọc lên năm loại là hành hạ kiểu tội nén. Nhưng mà thì ngày xưa thầy tin tuyệt đối mà, tin tuyệt đối và kể tới đúng tuyệt đối luôn. Nhưng mà bây giờ thì thầy đã nghĩ khác từ lâu rồi. Vâng. Nghĩ khác. Khi ở đất nước Việt Nam thì thầy không tin nó như vậy, nhưng mà khi thầy được đi sang nghiên cứu nước ngoài thì thầy lần lần thầy đọc những nguồn sách, thầy thấy thầy mắc cười, nó không phù hợp với gì cả. Là tại vì nếu cái câu chuyện này trở thành là câu chuyện sau này, cái vị Hòa Thượng này chính là ngài Mục Kiền Liên, là bà Thanh Đề này là chính là cái bà người phụ nữ kia, nó trở thành câu chuyện là Mục Liên cứu mẹ, là tại vì do ông sai trái. Ông biết được quá khứ vị lai, thế mà ông để cho đệ tử ở nhà, để cho cái sự là quán hận nó tăng trưởng, để rồi bả khinh khi Tam Bảo, xong rồi hại cả tăng chúng ăn như vậy đó, cái thỏa mãn lòng ghét bỏ, nó phạm cái tội là Tam Bảo, khinh khi Tam Bảo. Thì bắt đầu cái là sau đó thầy ngồi thầy cười một mình thôi. Ủa, thời Đức Phật, thời Đức Phật thì đâu có chuyện cái áo hai tay. Dạ. Phật tử biết chuyện này không? Biết áo hai tay. Con chỉ nghe thấy hình như nó có gì là không ổn lắm, nhưng mà vì nó là câu chuyện đã kể lại ở trong những cái truyền lại như thế nên con cũng không dám thắc mắc. Con đây thấy là lạ là sao lại có hai tay áo thời Đức Phật thôi ạ? Đó, cái đây là câu chuyện là thuộc về dân gian Phật giáo mà khi còn thơ bé thì đã nghe rồi. Dạ. Đối cùng lấy cái này để ráp lại. Sau này thầy thấy là ráp lại một cách rất là khập khiễng. Như vậy câu chuyện này xảy ra trước khi là ngày Mục Kiền Liên xuất hiện trong đời, phải không? Dạ. Thì sau này trên đất nước Ấn Độ thì Đức Phật xuất hiện, thì cái như sau đó là ngày Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên khi hiểu biết giáo lý qua vị đệ tử của Đức Phật, cho nên mới tìm đến Đức Phật và xin quy tự Đức Tam Bảo. Mà hai vị đó, cái ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên là một những vị giáo sĩ lỗi lạc vào thời điểm đó. Mỗi một vị có 500 đệ tử, cũng như đi theo 500 đệ tử vậy. Thì riêng nói về ngày Mục Kiền Liên thôi. Ngày Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Nhưng mà trước khi đó là cả một cái vùng cảm trú xứ đó là tôn vinh ông. Và bà mẹ cũng được tôn trọng nữa. Nhưng mà khi mà ngài xuất gia theo Đức Phật và 500 đồ chúng cũng đi theo đi tu luôn, thì ở làng xóm hay ngoại đảo chỉ trích rất là nặng nề, làm cho bà mẹ của ngài khởi cái tâm là ghét bỏ.
và mất đi cái vị thế. Có một bà mẹ của một vị giáo sĩ lỗi lạc, cho nên bà là không khởi tâm cúng dường chư tăng, mà chỉ cúng cho ngoại đạo thôi, và lòng thù ghét chư tăng và sự ích kỷ hẹp hòi. Nhưng đó là bà chỉ nghĩ đó là ăn chơi, là chứ cái việc gì coi như là nó thỏa mãn với cái lòng ích kỷ hẹp hòi của mình thôi. Đó là cái nhân quả để sau này khi mà chết đi, bà phạm tội vào tam bảo, cho nên bà bị đọa lạc vào nơi cái chốn địa ngục. Thì bây giờ mình sẽ trở lại là cái chiếc áo, cái chiếc áo mà gọi là để bánh vào bên đây rồi lấy bánh bên đây ra ăn. Thì phải sau khi là Phật giáo du hành sang Trung Quốc thì bắt đầu mới thay đổi y phục, thì mới có ẩu áo ngoài có hai tay, đúng không? Thì đúng. Còn rồi trước đấy thì họ mặc áo hở thế này. À, đúng rồi, như trước là mặc áo là thiên đản hữu kiên. Thiên đản là nó nghiêng về một bên, thiên vị một phía, hữu kiên là vai hữu. Cho nên là khi mà vào cái thời điểm Đức Phật nó như vậy thì cái như trịch áo bày vai là đưa cánh tay kia phải ra, là đưa ra xem như là một cái sự trân kính, chỉ cho cái lòng chân thật kính trọng Đức Phật như vậy đưa ra. Thì đó là một loại văn hóa của Ấn Độ vào cái thời điểm đó. Thiên đản hữu kiên là kính trọng Đức Phật, mà nói là chỉ là bày ra một cái sự thật cho thấy là tấm lòng, tắc lòng của mình nó chí thành như vậy. Thì sau này là khi đi sang Trung Quốc thì trong Ngụy Thư hay là Ngụy Lục, lục là sách vở ghi lại đó, Ngụy Thư đó là ngày trước đạo tổ có ghi lại là cái sự việc này nó xảy ra từ trong cung. Trong cung đây là nói là cái trong của hoàng đế. Và nhìn thấy rằng là cái sự việc một tu sĩ đưa cánh tay ra như vậy á, thì cái áo ngày xưa, áo của chư tăng là chườm cái vai bên phải ra. Và cái người của Ấn Độ hay vùng Trung Á kia đó thì có những tu sĩ từ Iran, người từ nước Nguy Kỳ đi vào bên đây thì cái ngoại hình, cái thời tiết á là tay chân lông rất là nhiều. Và đưa cái vai cũng vậy thôi. Thì cái người phụ nữ của Trung Quốc là người ta rất là kiêng kỵ, nhìn thấy cái hình thể của người đàn ông xem như là một cái sự nó bất kính trọng. Rồi thậm chí là những cái người của Trung Quốc theo Nho gia, theo độ sĩ là họ phải che kính lại. Còn khi tiếp khách là bắt buộc phải mặc áo dài trang trọng đàng hoàng tiếp khách. Nếu còn mà đưa vai hở người ra như vậy là xem như là một sự bất kính. Đó là cái văn hóa của Trung Quốc. Thầy có nghe một vị hòa thượng trước đây khi thầy cùng đi sang ra người miền Bắc cúng, rồi thậm chí là đi hòa thượng đó rất là giỏi, đi sang Trung Quốc cúng nữa, cúng cho những cái tập đoàn của mình Trung Quốc. Thầy cùng đi với ngài, ngài mới nói là cái khi nhà vua hoàng đế lâm triều thì ở trong bức màn trong thì bà hoàng hậu vẫn ngồi trong nghe một sự bảo, nhìn ngó xem ai là người cố tình nhìn nhà vua. Nó vậy rồi đi cố tình nhìn nhà vua để ý muốn nói là biết mặt thật của nhà vua thì có thể là có những cái hành xử có thể sau này cũng như là phản loạn hơn, giết vua thí quân gì đó. Thành ra là cái áo bào của người Trung Quốc, của các vị quan á, là phải là tay dài, và khi vào chầu phải cúi đầu xuống, tay che lên đây để che mắt, không được nhìn vào lông nhan. Người nào nhìn long nhan là phạm tội khi quân. Thì như hòa thượng nói thì bà hoàng hậu mới nhìn ra và thấy, và thấy cái đó xem như là một sự khiếm nhã của cái, nó không tốt đẹp với cái văn hóa của người Trung Quốc. Thì từ chỗ đó nó bắt đầu đưa ra, thì bắt đầu ta mới mai một chiếc áo và phủ bên vai luôn đó, che lại. Thì lúc đó là rồi cái là trở thành là tăng bào. Tăng bào là cái chiếc áo của các cái vị tăng sĩ ở Trung Quốc. Và chiếc áo đó là khi đi vào triều chầu thì các vị này cũng như là một quan chức của triều đình. Những chức thương vụ trong đó dù là quốc sư đi thì cũng là xem như là một cái thần dân trong cái là cái triều đình đó thôi. Cái từ cho nó mặc chiếc áo đó.
Thì đó, thì căn cứ vào cái điều mà có ngày trước đạo tổ nói với cái lời của hòa thượng kia, dạ, nói như thế như vậy thì thầy nghĩ cái điều này nó cũng là phù hợp với cái văn hóa. Và sau này thì cái y phục lễ phục của các vị tu sĩ vào trong thiền môn, là vào trong trong triều đình, dạ, tiếp xúc các quan quân hay gì thì chiếc áo này nó vậy. Mà dần dần sang Trung Quốc rồi không còn chiếc áo mà coi như là hở vai nữa, mà thay đổi rồi cái áo lễ, rồi thiền môn bắt đầu là như bây giờ tu sĩ mình mặc áo hậu, rồi xong là mặc y ngoài tròn kín hết rồi. Để được, mà Đức Phật cũng dạy rồi, sau này đi đến một cái chú xứ nào đó thì các đệ tử của ta phải là nương theo cái phong tục tập quán đó mà có sự biến đổi cho phù hợp. Thì tới đây là mình thấy rồi, mình thấy là cái đó mà chiếc áo để rồi để bánh bao vào tay áo này, để người lấy bánh bao từ tay áo kia ra thì nó lại khập khiễng. Có nghĩa là cái câu chuyện đấy là chắc sau này người ta mới chế ra, sau này mới chế ra mà quay ngược lại là trước kia, để sau này cái sự tái sinh đời sau một liên thanh đề, thì thanh đề là và thanh đề là ngã quỷ, cực ngày một cực liên là quỷ chứng đắc thần thông. Thôi thì đó là thuộc về dân gian Phật giáo mà. Thì đó, cái thầy đã biết câu chuyện này từ trước, nhưng mà khi thầy vào chùa một thời gian sau, vì càng gì lâu về sau thầy mới suy nghĩ ra điều này. Chứ lúc trước thầy không biết, sao thầy nghĩ thì mắc cười. Nhưng mà cái điều mà thầy Đức Phật ngũ tăng là hành hạ kiểu tội nén, và như Phật tử nói là cái sau này, đây là cái thuyết sau này của trong kinh điển của Đại Thừa. Mà kinh điển Đại Thừa là kinh điển truyền từ Trung Quốc vào Việt Nam, và Việt Nam ảnh hưởng hoàn toàn văn hóa của Trung Quốc. Kinh điển được phiên dịch, thậm chí là vua Đường Thái Tông còn sắc chỉ trong đó, thậm chí kinh Di Giáo cũng có sự sắc chỉ của nhà vua nữa. Thì như vậy là cả triều đình, và triều đình lúc đó lại có một cái bộ phận là có cái vị trong coi về tôn giáo đó, thì điều hành cả cái đạo Phật cái thời điểm đó, với cái sự lo sợ là một cái đồ chúng rất là đông, thì cho nên cái lời nói của vị tăng thống, vị lãnh đạo Phật giáo đó lên tiếng, mà nếu mà trái ngược lại với cái quy điều của triều đình thì có khi lại ảnh hưởng là sự suy vong của cả một đất nước. Cho nên họ mới cho cái người mà quản lý cái vị tăng thống đó, thậm chí là quản lý cái tổng hợp chung. Thì đạo Phật Việt Nam mình nó bị ảnh hưởng cái đó, mà cái văn hóa đó thì truyền sang Việt Nam là cấm hành hạ kiệu tội nén. Nhưng mà khi lúc trước thầy nhớ thầy có nói Phật tử rồi, khi mà cái ngày năm 65 sau công nguyên thì hai cái vị là Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan sang Trung Quốc, và hai vị đó được triều đình Trung Quốc rất là tôn trọng, đến đổi là các vị đạo sĩ của đạo giáo, rồi của lão giáo đó, người các cái vị quan chức của triều đình theo Khổng giáo đó, làm khởi cái tâm là hiềm tị. Và cuối cùng thì họ cùng thảo luận với nhau là có một cái ngày để mà đàm luận, thảo luận cái gì, tranh luận. Và sự tranh luận đó có nhà vua, có các cái quan lớn to của triều đình, thậm chí là những cái vị có chức sắc, hay là hoàng hậu, là cái như là các hoàng gia, các vị tướng lãnh gì đó có thể là tham dự cái cuộc đàm luận đó. Và cuối cùng theo cái thuyết đó thì hai vị đạo sĩ kia thua, bởi vì đốt kinh sách của mình thì bị cháy, còn cái hai vị Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan thì không. Cho nên là hai vị đạo sĩ đầu đàn đó, là lãnh đạo đó, thì giáo sĩ lúc đó thì kinh như tự tử, và 500 đồ chúng lúc đó thì tự nương vào Tam Bảo là quy theo hai cái vị là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Và 500 vị đó toàn là những cái người cái như là thông thái trên trấn đức Trung Quốc ngày đó đến tham dự để mà hỗ trợ cho. Và cuối cùng họ là những học giả lỗi lạc, cùng cái người là nghiên cứu là tu trường phái tu tiên, người có kiến thức rất là quảng bác đa văn. Bà đạo sĩ á, thì kiên cử ăn hành hạ kiểu tội nén,
Tại vì họ là chú thực tiên dược mà, nhưng là bùa chú mà ăn những chất đó nó làm cho tâm của mình nó sao động à? Nó sao động, thành ra là chú bùa không có linh. Vì đến đây thì mình thấy là rồi sau đó là do cái sự việc lỗi lạc chấn động như vậy, cho nên ngày cái giúp ba đằng chú Pháp Lan đó được nhà vua chọn cái văn phòng đại sứ đó gọi là Bạch Mã Tử đó là cái nơi là chú chân cho hai vị ở đó. Sau này chuyển thành chùa. Đầu tiên cái chữ tử này nó chỉ là văn phòng, nghĩa là văn phòng. Và sau sự việc này đây, cái chữ tử này là thêm một nghĩa khác, nó là thiền môn, là chùa. Ví dụ đây chùa Vĩnh Nghiêm là Vĩnh Nghiêm Tử, chùa Pháp Hoa là Pháp Hoa Tử. Chữ tử đây nó biến từ từ cái chỗ là cái văn phòng của đại sứ công sở, nó chuyển thành là cái từ chùa. Thì hôm nay để cho Phật tử hiểu thêm tí ha. Dạ, vâng ạ. Đấy. Thì bây giờ là các cái vị giáo sĩ đó là kiên cử ngũ tăng. Và lúc đó thì cái ngài Thiên Thai Trí Giả đại sư sau này á là cái vị mà lập ra cái tông phái Thiên Thai là lấy kinh Pháp Hoa làm tông á. Dạ. Thì ngài lại là một cái người là không có chấp nhận cho ăn ngũ tăng. Và cái quyển sách đó thì thầy đã biếu một vị hòa thượng kia rồi, thì trong đó thầy có đọc qua là trong đó nói thế này là ngài là dòng tộc của ngài là tu theo đạo giáo. Tu theo đạo giáo cho nên nó có cái nền tảng là kiên cử những cái đó. Và những người tu theo đạo giáo là cái chú thuật tiên dược của họ là cái thuốc tiên hay là bùa chú là cái chính. Vâng. Cho nên là nó đã đi sâu vào trong cái tạng thức của họ từ lúc họ lớn lên, họ nương theo cái trường phái đó rồi. Đó là một cái lỗi là văn hóa truyền thống của đất nước Trung Quốc. Nho gia thì chuyên là tề gia trị quốc bình thiên hạ, còn đạo gia là chuyên về tế cúng lễ bái cầu các đấng siêu nhiên hay là các tinh tú trên trời, nhất là Như Thập Bát Tú. Nhưng mà cái đạo đó thì trong đạo Phật nói là cuối cùng thì họ chỉ là tu tiên, họ đạt được trong phạm vi thọ hưởng phước báo của trời người và cuối cùng cũng lăn lộn trong sáu đường mà thôi. Nhưng mà khi là ở đất nước Trung Quốc thì họ đại diện cho một cái tầng lớp của là tế cúng lễ bái giao thoa với trời đất, cho nên các cái vị mà tu tiên của đạo gia đó trở thành là những nhân vật rất là quan trọng để mà đại diện cho con người, đại diện cho triều đình để cầu quốc thái dân an cho cái mọi việc phồn vinh của một cái đất nước, cái sự an nguy của triều đình cũng như là bình an cho tất cả mọi người dân sống trên đất nước Trung Quốc. Thì qua cái sự việc như vậy thì thấy như vậy, cho nên là họ là rất là trọng và dường như là tuyệt đối với như là kiên cử hành hệ kiểu tội nét. Bây giờ đó là cái sự thiên vị rõ ràng về cái mực ăn uống đó. Và cái thuyết ngũ tăng kia như là ngày một liên thanh đề thì nó là không phù hợp nữa, đúng không? Bây giờ nếu Phật tử mà đi sang đất nước Trung Quốc, không, nếu Phật tử đi sang đất nước Ấn Độ, thì sẽ thấy khắp mọi nơi cái món ăn của họ là họ thường nấu đậu này, rồi chi này, bao nhiêu bơ sữa này, nó trộn trong đó và những đó là ớt này, rồi hành nè, hành củ này, rồi là tỏi nè, nó đầy hết trong chỗ món ăn đó. Thì như vậy đó, đó là một cái loại thức ăn để mà nó có thể là trừ ôn hàn dịch bệnh. Vâng. Họ gọi là gia vị như là thuốc ạ. Đó như là một loại thuốc chữa những chứng bệnh là phong hàn, là cảm cúm, những chứng bệnh dịch đó của cái trên đất nước Ấn Độ. Tại vì thời tiết của Ấn Độ nó rất là khắc nghiệt, sáng trưa chiều tối cái nó thay đổi liên tục quá. Nó vậy. Tại thầy sống bệnh gần 8 năm mà. Cho nên là thầy cũng biết. Thì đấy là cái vấn đề mình thấy là
thời Đức Phật thì Đức Phật là sáng đi cùng với đệ tử thầy người cầm bát đi, thì đi đến đâu người ta cúng cái gì thì ăn cái đấy. Mà đa số người dân Ấn Độ lúc đó họ cũng đâu có biết là Đức Phật ăn cái gì đâu. Chỉ cúng theo thức ăn của họ, ăn cái gì là họ cúng thức ăn đó. Thậm chí là họ cảm thấy cái gì quý tốt là họ còn mời thì đâu có tránh được đâu. Thì nói chung là như vậy. Dạ. Nhưng mà nói là để đến chỗ đây thì mình thấy rằng là khi những món ăn của họ nấu ăn là thường thường là trong những món đó là hành coi như là tỏi này kia là thường xuyên nó có trong những loại thức ăn mà ăn hàng ngày. Vâng. Do vậy thì Đức Phật ra đi, thậm chí là có cái là cá thịt đó mà đó, họ nấu cá thịt trong đó luôn, mà cá thịt mà có những chất đó thì nó cái vị tanh hôi này kia nó sẽ nó khử mùi tanh hôi đó. Đó là thức ăn của họ làm thì họ cúng cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì Đức Phật và Chư Tăng là đi là để nhận cái sự gieo duyên cúng dường phước điền của họ, là gieo vào xuống ruộng phước của Đức Phật và Chư Tăng. Như vậy là mượn cái thức ăn này để nuôi thân, nhưng mà phải trả lại cho họ món vay món trả phải đồng. Thức ăn mà người tu sĩ hay Đức Phật đã nhận vào thời điểm đó xem như là vay, thì món trả là phải tu, cố gắng tu cho nó được hoàn thiện của mình, cái sự thiện lành của mình cho có, để rồi mình đem cái giáo pháp hiểu biết của mình nó là để đền trả cho họ. Cũng như trong kinh nói Đức Phật khi mà ăn xong nó về rửa chân rồi xong ngồi xếp bằng lại lúc đầu giảng kinh cho Đà Na Tứ Thí. Như vậy ấy là người ta dâng cái vật quý là thức ăn để mà sống. Từ đời xưa cái chỉ là sao đủ ăn thôi, đủ ăn rồi tránh là mưa gió rét buốt rồi nóng bức rồi thôi, chứ họ đâu có nghĩ đến cái sự tích lũy mà kinh dinh đồ sổ như ngày nay. Đời sống họ vậy cho nên họ thánh thiện lắm, tâm hồn của họ rất là lương thiện. Thì Đức Phật nhận cái đó và dạy đệ tử mình phải là cố gắng tu cho độ lấy mình trước, rồi sau đó mình sẽ đền ơn Đà Na Tứ Thí. Yeah. Bằng cái công đức tu tập đó như vậy thì mới xứng đáng là cúng dường, là sự cung dưỡng của nhân gian. Như vậy thì thời điểm đó là thịt cá Đức Phật cũng ăn và đệ tử các ngài cũng ăn. Cho nên hành tỏi như đó, những chất để khử mùi, và cái đó lại là một loại thức ăn mà dường như không thể thiếu người có người Ấn Độ. Cho nên trong cái món đó có hết. Nhận ra trong kinh tạng là kinh tạng những kinh thần nguyên thủy từ cái mối hệ là gần như là kinh bộ và kinh tạng, tức là Agama. Agama là kinh tạng, đó là phát triển theo gì đi về phương Bắc, còn cái là Nikaya thì kinh tạng phát triển đi về phương Nam. Đó là thì thầy có đọc, nhưng có những đoạn thầy cũng chưa đọc hết hoặc đọc sơ suất có thể không thấy. Nó có thể là có nói hay không thầy không biết, nhưng mà dường như thầy không thấy là trong kinh là cấm Chư Tăng ăn hành hẹ kiểu tỏi ném. Dạ. Như vậy thì rõ ràng thầy mới nói trong phạm vi là có khi thầy đọc thì sơ xuất cái gì đó thầy không thấy, có thể là có nhưng mà thầy không thấy, thì ra thầy chỉ nói để mình đề phòng lắm mà. Dạ. Nhưng mà khi thầy đọc những bộ kinh đó thầy hoàn toàn không có thấy nói là hành hẹ kiểu tỏi ném. Cho nên ngày hôm nay là Phật tử đây đến hỏi thầy như vậy thì là thầy cũng trả lời như vậy. Dạ. Có nghĩa là trong kinh tạng thì không có ghi lại, không thấy ghi lại những cái điều là cấm ăn hành hạ kiểu tội nén. Nhưng mà khi mà kinh điển Đại Thừa, tại vì nó qua cái sự phiên dịch của cái người tu sĩ ở Trung Quốc. Như cái quyển kinh đầu tiên là kinh Tứ Thập Nhị Chương được dịch ra đầu tiên thì nó mang cái dấu ấn của những đạo sĩ Trung Quốc. Thí dụ như là cái từ A-la-hán, A-la-hán thì nó tương đương với chân nhân là trường sinh bất tử, sống trường sinh bất tử, năng phi hành biến hóa, có người có thể là bay trên không trung, có thể biến hóa này kia. Còn trong cái từ mà A-la-hán của Đức Phật thì chứng quả vô sanh. Chứng quả vô sanh là cái tâm niệm nó là không còn, coi như là cái sự mà cái niệm sinh tử luân hồi nó không không còn nữa, là chấm dứt những người đó, ái dục đoạn tận. Còn bên kia thì cái tính cách mang tính cách chân nhân là thần thông tu tiên, là
đắc quả thế này thế kia, thì cái đầu tiên cái từ A La Hán với chân nhân nó đầu tiên người ta chưa hiểu nước niết bàn A La Hán là gì, cho tôi dịch xem như cái từ chân nhân như vậy. Để ngộ vô vi pháp, cái từ vô vi pháp là niết bàn, tịch tỉnh vắng lặng, cái sự nội tâm của mình đã đạt được một cảnh giới coi như là an nhiên tự tại. Thì bên kia dịch là vô vi pháp, bên đây dịch là niết bàn. Cho nên cái quyển kinh đầu tiên đó là có cái dấu ấn của đạo sĩ trong đó rồi. Tại vì năm trong ghi nó là 500 vị đạo sĩ kia trở thành là đệ tử của hai cái vị tôn giả là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Như vậy thì và từ đó về sau thì với cái sự ảnh hưởng của các cái vị đại sư đức cao vọng trọng, mà nhất là cái trường phái Pháp Hoa Tông, là cái ngài mà Triết Khải là thầy thấy cũng đoạn là ngài là cấm đệ tử mình cách nghiêm mật không được quyền ăn hành hạ kiểu tội nén. Thì qua cái câu hỏi của Phật tử, thầy sẽ đưa ra cái vấn đề là một cái thuyết, nhất là thứ nhất là đó thì không phù hợp giữa cái chiếc áo bánh này lấy ra bánh kia để vào, nó không khớp với thời điểm lịch sử, nó không khớp thời điểm lịch sử và nó cứ biến chuyển. Như thầy nói cái thuyết Darwin nó là vượng người, con vượng nó biến thành người, nhưng mà giữa từ lúc mà bắt đầu văn bản của người Việt Nam mà ghi lại, thế giới ghi lại, có cái con vượng nào nó biến được thành người đâu, nó không có mấy ngàn năm nay rồi từ khi văn bản nó có nó, thì như vậy thì không thấy ghi lại đúng chưa. Và bây giờ thì người ta nói là thuyết đó đã phá sản rồi. Còn cái thuyết mà cái như là từ cái chỗ mà bánh bao nhân thịt á, nó bị biến thành là hành hẹ kiểu tội nén, thì giờ đây chắc có lẽ là các nhà khoa học người ta chỉ cười thôi. Và mình tu theo Phật giáo thì mình có một chút cái tri thức thì mình nghĩ là đây là chuyện không thể nào có được. Có tính cách răn đe và giáo dục, nhưng mà giáo dục có sự thiên vị hơn về cái những người là tu tiên, là chú thuật tiên dược. Mà thật sự như vậy, nếu những người mà luyện bùa chú mà ăn những thức ăn đó thì nó không có linh. Ngày xưa thầy có đến gặp một vị thầy thì chuyên tu về cái đó, và trong nhà là không ăn cấm, là tuyệt đối là không cho người nấu thêm những cái thức ăn đó. Thế như vậy thì đó, thì trước hết là cái thuyết ngũ thân đó, một là cái chiếc áo là nó không phù hợp, nó đảo ngược lại từ sau đi đến trở về trước. Rồi bây giờ cái bên đất nước Ấn Độ là cái Đức Phật tu tập cùng đại chúng như vậy thì thậm chí là không có ăn chay. Đó, đến đâu là cúng gì ăn cái nấy, và trong cái cúng đó là chắc chắn là ngày nào cũng đều có là hành và tỏi. Nó vậy. Còn kiểu tỏi nén thì cái thường là ít có phổ biến hơn, nhưng mà hành tỏi luôn luôn là lúc nào cũng có trong cái món ăn của người dân Ấn Độ. Vâng. Thì thời Đức Phật là chuyện này là thì nghĩ chuyện này không có cấm. Đó, thịt cá mà Đức Phật còn không cấm thì huống chi là những loại thức ăn từ thực vật. Cho nên là cái thuyết ngũ tân này thì khi mà mình thầy đã thấy như vậy và thầy đã so sánh nhiều để qua những cái lịch sử thời gian và tóm tắt lại là thấy là đúng, Phật giáo Ấn Độ không có cái cấm, là có nghĩa là trong kinh điển nguyên thủy gọi là của hệ phát triển hay là nguyên thủy, có nghĩa là Nikaya và Agama không thấy ghi lại. Rồi cái khi sang tới Trung Quốc thì đầu kinh điển từ Trung Quốc dịch sang đây, thậm chí trong Bồ Tát giới hay là trong cái giới mà truyền cho Phật tử ngũ giới, tăng nguyên ngũ giới đó, cấm kia hành hệ kiểu tội nén. Thì hiện tại bây giờ khi mà truyền giới cho người Phật tử thầy vẫn đọc ra cái điều này thôi. Thì trong cái tạng luật ghi lại như vậy thì mình cứ là tuân thủ như vậy thôi. Còn cái chuyện ăn uống thì tùy mỗi người, nhưng mà riêng thầy thấy là làm sao cho tâm mình thiện lương, giữ gìn giới luật, mà những giới luật đó
nó thiên về cái đời sống con người. Tha nhân nhìn vào nó không thấy những hiện tướng thô ác, mà cái tâm niệm mình là không, cũng không có sự thô ác nó còn tồn tại lại trong tâm, mà chỉ nương vào kinh điển của Đức Phật để là tu tập cho mình, làm sao cho mỗi ngày tăng trưởng cái sự việc thiện lành, và không để cho cái điều ác nó có môi trường xúc tác để nó sinh khởi. Và như vậy thì cứ nương tựa vào giáo lý của Đức Phật thì cái là tâm của mình đó, là coi như là nó không có được an tịnh, và những tội lỗi nó không có phát sinh. Như vậy thì thân khẩu ý mình trong sạch, tam nghiệp được thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Đó, tam nghiệp thanh tịnh rồi thì đồng Phật vãng Tây Phương, cũng như là lúc đó là cái thân khẩu ý mình thanh tịnh rồi thì coi như là đồng với chư Phật đã về với cái cõi tịnh độ của Tây Phương. Bởi vì cái lý như vậy đó, cái thân mình chưa có thành Phật hay là chưa có về Tây Phương, nhưng rõ ràng là cái giáo lý mình đã tu đạt được cái điều đó, chứng được cái điều đó trong hiện tại này, thì lúc đó tịnh độ hay là Tây Phương nhẫn như nhau. Đó là cái lý nó vậy. Còn cái sự là phải khi bỏ thân này rồi vào vô dư Niết Bàn thì lúc đó mới về là cảnh giới tịnh độ của mười phương chư Phật được. Thì như vậy thì Phật tử hiểu rõ rồi phải không? Hiểu rõ rồi. Nhanh rồi ạ. Ai vậy là Phật?